Mến chào các quý vị khán giả thân yêu của chương trình Thời sự 365. Thùy Trâm rất vui khi luôn được đồng hành cùng quý vị trong các bản tin thời sự tổng hợp mỗi ngày. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và dõi theo chương trình. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh, đồng thời bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức hấp dẫn nhất hàng ngày. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng tới với những nội dung đáng chú ý có trong bản tin ngày hôm nay. Ukraine đối mặt khó khăn chồng chất, nguy cơ thất bại trên nhiều mặt trận. Các bạn thân mến, sau hơn 5 tháng giao tranh, Ukraine vẫn đang nỗ lực tìm cách đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga. Nhưng tính toán của nước này đang phải thay đổi do một loạt thách thức lớn. Quân đội và các nhà lãnh đạo của Ukraine đang phải chịu nhiều áp lực lớn khi nước này chuẩn bị đối mặt với một mùa đông khắc nghiệt, cũng như khả năng Nga tăng cường các cuộc tấn công để kiểm soát thêm nhiều vùng lãnh thổ nằm dọc Biển Đen. Tuần này, hy vọng của Ukraine về khả năng giành chiến thắng tại các vùng lãnh thổ phía Nam dọc theo Biển Đen trước cuối năm nay đã bị giảm bớt sau khi có thông tin về việc Kiev có thể phải hoãn cuộc phản công cho đến năm 2023 do thiếu nguồn cung vũ khí của phương Tây. Chưa kể, trong những ngày qua, quân đội Nga và các lực lượng thân Nga đã đẩy mạnh cuộc tấn công vào tuyến phòng thủ của Ukraine tại các chiến trường ở Donetsk, nơi đang diễn ra cuộc giao tranh ác liệt nhất, song song với việc tăng cường kiểm soát thành phố Kharkov. Moscow cũng đã đạt được những bước tiến nhỏ nhưng rất quan trọng xung quanh Bakhmut, thành phố có khoảng 72.000 dân nằm giữa Donetsk và Lugansk. Chiến tuyến ở Ukraine kéo dài khoảng 2.500 km, chạy dọc từ biên giới phía bắc cạnh Kharkov đến tận khu vực Biển Đen. Chiến sự diễn ra ác liệt tại nhiều nơi dọc theo những khu vực này. Cả hai bên cũng nhiều lần tố nhau bắn phá các địa điểm dân sự. Lao đao về kinh tế, hiện giới lãnh đạo Ukraine đang đau đầu đối mặt với một loạt vấn đề lớn. Trước hết là vấn đề kinh tế. Trước khi chiến sự nổ ra, Ukraine là một trong những quốc gia kém phát triển nhất châu Âu. Hiện giờ, quốc gia này đang đứng trên bờ vực vỡ nợ do phụ thuộc chủ yếu vào nguồn kinh phí hỗ trợ của phương Tây để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của đất nước. Hồi tháng 4, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết nước này cần hỗ trợ 7 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng để bù đắp tổn thất do chiến tranh gây ra. Những ngày gần đây, Kiev đã phải trấn an người lính trên chiến trường, đội ngũ giáo viên, những người hưu trí và nhiều thành phần khác phụ thuộc vào ngân sách nhà nước rằng họ sẽ sớm được trả lương. Tình trạng thiếu hụt ngân sách ngày càng trầm trọng hơn khi hoạt động xuất khẩu ngũ cốc bị đình trệ, khiến hàng triệu tấn ngũ cốc bị dồn ứ trong các kho dự trữ. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, GDP của Ukraine có thể giảm 35% do hậu quả của chiến tranh. Còn Bộ Tài chính Ukraine ước tính thâm hụt trong khu vực công của nước này đã tăng từ 2 tỷ đô la Mỹ vào tháng 3 năm 2022 lên tới 7 tỷ đô la Mỹ vào tháng 5. Nếu Ukraine cạn kiệt ngân sách thì ảnh hưởng tiêu cực của vấn đề này sẽ rất lớn và khi đó người dân sẽ không còn khả năng thanh toán các loại hóa đơn hoặc mua thực phẩm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Ukraine đang nhận những khoản viện trợ khổng lồ từ các đối tác phương Tây. Kể từ khi chính quyền Biden lên nắm quyền, Mỹ đã cam kết chi 5,3 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ an ninh cho Ukraine. G7 và EU cũng đã công bố các khoản hỗ trợ chính thức cho Ukraine, trị giá 29,6 tỷ đô la Mỹ. Nhưng sự hỗ trợ đó chỉ như muối bỏ bể khi Ukraine phải ứng phó với tình trạng lạm phát tăng vọt, thiếu khí đốt nghiêm trọng, nền kinh tế bị tan phá, sản xuất bị đình trệ và rất nhiều vấn đề khác do chiến tranh gây ra. Một thách thức cấp bách hiện nay đối với Kiev là phải trả các khoản nợ và lãi suất trái phiếu chưa thanh toán. Do nguồn tiền hạn chế, Ukraine sẽ khó có thể thực hiện được nghĩa vụ này. Trên thực tế, nước này đã xin phép đóng băng khoản nợ nước ngoài khoảng 20 tỷ đô la Mỹ. Yêu cầu này ngay lập tức được các chính phủ phương Tây, đặc biệt là Đức chấp thuận. Ngoài khó khăn về mặt kinh tế, căng thẳng chính trị cũng đang âm ỉ trong lòng Ukraine. Trong những tuần vừa qua, chính phủ Tổng thống Zelensky đã thực hiện một số bước đi gây tranh cãi, chẳng hạn như tịch thu tài sản của các nhà tài phiệt bị cho là thân Nga, sa thải một loạt tướng lĩnh cao cấp nhằm cải tổ lực lượng an ninh, cho phép tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước. Sự ủng hộ đối với Ukraine được cho là có khả năng suy giảm khi ngày 4 tháng 8, Tổ chức Ân xá Quốc tế đưa ra một báo cáo cáo buộc quân đội Ukraine sử dụng các tòa nhà dân sự, trong đó có trường học và bệnh viện, làm căn cứ quân sự và thực hiện các cuộc tấn công từ khu vực quân sự này. Theo tổ chức này, chiến thuật như vậy được cho là gây nguy hiểm cho dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Tuy nhiên, Kiev đã phản bác báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế, cho rằng cơ quan này đang đánh đồng giữa nạn nhân và người phạm tội. Nguy cơ thất bại trên chiến trường. Nhưng lo lắng lớn nhất của Kiev có lẽ là nguy cơ thất bại trên chiến trường. Một cuộc phản công thất bại có nguy cơ khiến Ukraine mất toàn bộ khu vực Đông Nam, thậm chí những vùng lãnh thổ thuộc miền Trung, vì khi đó họ không còn đủ lực lượng để bảo vệ nữa. Ông Oleg Zhanov,
chuyên gia quân sự của Ukraine cho rằng, để có thể thực hiện kế hoạch này, Ukraine cần phải tập hợp đủ binh sĩ và khí tài do có sự chênh lệch lực lượng giữa nước này với Nga là quá lớn. Một quan chức giấu tên của Ukraine nói với Financial Times rằng cuộc phản công giành lại Kherson có thể sẽ không diễn ra cho đến năm 2023 vì Kiev không có đủ 30% số lượng vũ khí cần thiết để thực hiện kế hoạch này. Trong lúc quân đội Ukraine đang chờ đợi phương Tây gửi thêm vũ khí, nhiều quan chức nước này dự đoán Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công mới ở phía Nam, nơi Moscow đang tích lũy cả nhân lực lẫn vật lực. Điện Kremlin nhiều khả năng muốn giành quyền kiểm soát Odessa, thành phố cảng quan trọng, từ đó chặn hoàn toàn việc tiếp cận của Ukraine với Biển Đen. Động thái như vậy nhiều khả năng sẽ gặp sự kháng cự quyết liệt và trở thành thách thức lớn đối với quân đội Nga, vốn đang chịu tổn thất khá nhiều trong cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài. Chuyên gia quân sự Zadanov nhận định các lực lượng Nga có thể đe dọa đánh chiếm các thành phố phía Nam là Kirgiz, Zarakizya và Mykolaiv, nhưng xác suất chiến thắng rất nhỏ. Mykolaiv là giao cản lớn nhất trên đường tiến của Nga tới Odessa, còn Kyiv và Zadovyaya nằm ở phía bắc của vùng lãnh thổ mà Nga mới giành được dọc theo Biển Đen, trong đó có các thành phố lớn như Kherson và Mariupol. Tại khu vực Mykolaiv, gần chiến tuyến phía Nam, Thống đốc Vatina Kim kêu gọi sự hỗ trợ của quân đội khẩn cấp của phương Tây. Sau khi quân đội Ukraine tại đây hết đạn do phải đối phó với các cuộc tấn công liên tiếp của Nga trong những ngày qua, Ukraine hiện đang đối mặt với nhiều thách thức khi mất đi nhiều chỉ huy cũng như binh sĩ dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường, trong khi số lượng xe bọc thép và đạn dược hạn chế. Trái lại, theo nhận xét của tình báo quân sự nước này, Nga có thể tiếp tục giao tranh với tốc độ hiện tại mà không cần sản xuất thêm vũ khí hoặc huy động thêm binh lính trong một năm nữa. Nếu giành quyền kiểm soát Odessa, Moscow sẽ có thể dễ dàng đạt được mục tiêu tạo ra một vùng lãnh thổ tiếp giáp dọc theo Biển Đen, nằm giữa khu vực Lykhai, Tanishkia và Moldova và bán đảo Crimea, để đảm bảo an toàn cho Sevastopol, nơi đồn trú của hạm đội Biển Đen. Nga bắt đầu tấn công hai thành phố chiến lược ở Donetsk. Thưa quý vị, trong khi tìm cách chặn đà phản công của Ukraine ở miền Nam, Nga tuyên bố tiếp tục tấn công và chiếm ưu thế ở Donetsk, miền đông Ukraine. AP dẫn thông tin từ giới chức Ukraine ngày 6 tháng 8 cho hay, lực lượng Nga bắt đầu tấn công hai thành phố Basmut và Adikra ở Donetsk, miền đông nước này, và tiếp tục pháo kích vào các thành phố khác trên khắp Ukraine. Basmut và Adikra được coi là mục tiêu chiến lược ở tỉnh Donetsk, và nếu chiếm được Basmut, Nga có thể tiến công đến các thành phố quan trọng khác như Slovyan và Kamastok. Theo hướng Donetsk, đối phương đang tiến hành một chiến dịch tấn công dồn lực theo hướng Bamut và Avdiivka, sử dụng cả lực lượng trên không và lực lượng tấn công mặt đất, Bộ Tổng Tham mưu và các lực lượng vũ trang Ukraine cho hay. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh nhận định Nga nhiều khả năng đang điều chỉnh chiến thuật tấn công ở Donbas sau khi không đạt được bước đột phá nào mang tính quyết định. Theo đó, Nga tiến công theo trục Bamut phía bắc tỉnh Donetsk nhưng với tốc độ chậm chạp. Thông tin được đưa ra giữa lúc Nga dường như không còn dồn lực cho chiến trường miền đông, mà tái phân bổ lực lượng đáng kể, lực lượng từ phía bắc Donbas đến miền nam Ukraine, đối phó với chiến dịch phản công của Kiev. Nga cũng có thể xác định mặt trận Zaporizhia, miền nam Ukraine, là khu vực dễ bị tổn thương, cần được củng cố phòng tuyến, Bộ Quốc phòng Anh bình luận. Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Karosenko hôm qua cho biết quân đội nước này đã phá hủy một kho chứa hơn 50.000 tấn nhiên liệu của quân đội Ukraine ở thành phố Zaporizhia. Đây được coi là kho nhiên liệu phục vụ chiến dịch phản công của Ukraine ở miền Nam. Konashenko nói thêm, trong vòng 24 giờ qua, lực lượng của Nga cũng hạ hơn 400 binh sĩ, phá hủy nhiều thiết bị của Ukraine tại khu vực Kherson. Các đợt không kích và pháo kích của lực lượng Nga đã nhắm vào căn cứ tạm của lữ đoàn dù số 46 của Ukraine. Hơn 400 quân nhân Ukraine thiệt mạng. TASS dẫn lời ông Konashenko. Chiến sự ở miền Nam Ukraine có xu hướng leo thang gần đây, sau khi Ukraine mở chiến dịch phản công nhằm giành lại các vùng lãnh thổ đã bị Nga kiểm soát như Kherson và một phần Zaporizhia. Với sự hỗ trợ của các tổ hợp pháo hiện đại do phương Tây cung cấp, quân đội Ukraine liên tục tấn công vào các hạ tầng hậu cần quan trọng của Nga ở các khu vực đó như cầu, đường sắt, kho nhiên liệu. Theo Bộ Quốc phòng Anh, đây là một phần quan trọng trong nỗ lực của Ukraine nhằm suy yếu khả năng tiếp tế hậu cần của Nga từ chiến trường Donbas. Cơ quan này cũng cho rằng xung đột sắp chuyển sang giai đoạn mới và có thể khốc liệt hơn nữa. Xung đột ở Ukraine sắp bước sang một giai đoạn mới với mặt trận khốc liệt nhất chuyển sang chiến tuyến trải dài gần 350 km theo hướng Tây Nam từ Zaporizhia đến Kherson, dọc sông Dnieper, báo cáo viết. Nga lo Mỹ có thể lấy cớ chiến sự Ukraine
để đưa vũ khí hạt nhân lên vũ trụ. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tập trung trên mặt trận quân sự tại Ukraine, mà quan chức cao cấp Nga nghi ngờ Mỹ có thể sử dụng cuộc khủng hoảng ở Ukraine như là tiền đề để triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian. Nhà ngoại giao Andriy Belousov, phó đại diện của Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết, không có mối liên hệ trực tiếp giữa những nguy cơ của việc triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, thực tế vẫn là Mỹ và các đồng minh có thể sử dụng lá bài Ukraine như một tiền đề cho việc thực hiện các kế hoạch quân sự của họ, không chỉ trên bộ, trên biển và trên không, mà còn cả trong không gian. Do đó, không thể loại bỏ việc chiến dịch quân sự đặc biệt này sẽ được sử dụng như một cái cớ để triển khai các kế hoạch trên nhanh hơn trong thực tế. Ông Belousov cho rằng, Washington đã từ chối thảo luận về các biện pháp ràng buộc pháp lý để ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang ngoài không gian trong vòng 15 năm qua. Điều đó có nghĩa là Mỹ không có kế hoạch thực hiện thêm nghĩa vụ bổ sung nào để hạn chế kế hoạch quân sự ngoài không gian. Nga cho rằng, điều này có nghĩa là trong kế hoạch của Mỹ, họ có khả năng sẽ triển khai vũ khí hạt nhân trên vũ trụ, quan chức Nga cáo buộc. Trong bài phát biểu hôm 6 tháng 8 tại một hội nghị về hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, ông Belousov nhắc lại cam kết của Nga trong việc giúp thế giới ngăn chặn mối đe dọa từ vũ khí hủy diệt hàng loạt, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, và chỉ ra rằng Nga đã giảm 85% kho vũ khí hạt nhân chiến lược kể từ giữa những năm 1980. Nhà ngoại giao Nga cáo buộc NATO đã hành động vô trách nhiệm khi từng bỏ ngỏ khả năng có thể triển khai vũ khí hạt nhân tới Đông Âu. Ông cũng nhắc lại quan điểm của Nga là một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể thắng và không bao giờ được tiến hành, và nhấn mạnh rằng trong hoàn cảnh hiện nay, điều quan trọng hơn bao giờ hết là các cường quốc hạt nhân phải hành xử với sự kiêm chế và có trách nhiệm. Nga hồi năm 2008 đã đề xuất một hiệp ước nhằm ngăn chặn việc quân sự hóa ngoài không gian. Mỹ đã không đồng thuận với dự thảo văn kiện của Nga, và tới nay các bên vẫn chưa đạt được bất cứ tiến bộ nào về vấn đề nói trên. Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.